Kính thưa quý vị khán thính giả của Đài Á Châu Tự Do, hôm qua ngày 21 tháng 10 năm 2014, người tù chính trị nổi tiếng của Việt Nam là anh Nguyễn Văn Hải hay còn gọi là blogger Điếu Cày đã được nhà cầm quyền Hà Nội trả tự do. Chuyến ra đi của anh sang Hoa Kỳ rất là đặc biệt vì anh đi thẳng từ trại giam lên sân bay và sang Los Angeles. Kính thưa quý vị, có mặt trong phòng thu với chúng tôi hôm nay là giáo sư Đoàn Viết Hoạt, người 16 năm về trước cũng có một chuyến ra đi giống như blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải. Chào giáo sư. Khi nghe tin này thì giáo sư có đầu tiên giáo sư có cái cảm tưởng gì ạ? Chào anh Kim Hòa, chào quý vị. Đầu tiên chúng tôi có cảm tưởng như là một việc cũ đang được lặp lại. Và cái cảm tưởng đó đối với tôi thì tất nhiên đối với cá nhân anh Điếu Cày thì rất là vui cho anh được tự do, nhưng mà theo tôi thì cái đó cũng không có gì vui đối với tất cả chúng ta, bởi vì đây là một cái sự kiện đã được lặp lại mà cách đây 16 năm chúng tôi cũng đã phải ra đi như vậy. Dạ, tức là thưa giáo sư, có phải là bây giờ nhà cầm quyền theo những cái gì đã xảy ra từ lúc mà giáo sư ra sang Hoa Kỳ tới giờ, nhiều sự kiện liên tục cho chúng ta thấy rằng hình như nhà cầm quyền Hà Nội bây giờ đang áp dụng một chính sách là đầu tiên là họ trao đổi với Hoa Kỳ với những người tù chính trị. Điều thứ hai là họ muốn đẩy những người tù chính trị ra khỏi Việt Nam càng nhiều càng tốt. Giáo sư có phải như vậy không? Vâng, điều đó thì bắt đầu bằng chúng tôi cũng như bác sĩ Quế khi được thả, nhưng mà bác sĩ Quế đã cương quyết ở lại. Còn chúng tôi thì vì vấn đề gia đình thì chúng tôi phải chấp nhận ra đi, nhưng mà chúng tôi cũng coi đó như là một sự miễn cưỡng và bắt buộc. Thì tôi nghĩ đó là khởi đầu của một thủ tục mà tôi nghĩ rằng không tốt lắm, mà đứng trên cương vị những người đấu tranh. Và nhiều lần chúng tôi cũng đã nói chuyện với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và chúng tôi mong rằng những cái việc như vậy nên được chấm dứt. Nhưng mà rất tiếc rằng là nó vẫn tiếp tục lặp lại. Mặc dù chúng ta vui mừng mỗi khi có người tù được tự do, nhưng mà cái điều đó có lẽ cũng không tốt cho cái phong trào đấu tranh. Điều đó có nghĩa là theo giáo sư thì những người hoạt động bất đồng chính kiến, nhiều hoạt động cho tự do dân chủ, sự có mặt của họ ở trong Việt Nam thì tốt hơn phải không giáo sư? Cũng tất nhiên tùy từng trường hợp, mình tôn trọng cái quyết định cá nhân, cũng như trước đây chúng tôi đã tự quyết định. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là những đặc biệt những người như anh Điếu Cày hoặc một số anh em khác mà xuất thân từ chế độ ra để mà đấu tranh đó, thì việc ở lại trong nước nó bao giờ hiệu quả hơn rất nhiều. Theo tôi nghĩ, tiếng nói đi từ trong lòng của chế độ, từ những người mà sinh ra và lớn lên ở chế độ, nó đối cái chế độ thì tiếng nói đó bao giờ cũng mạnh mẽ và có hiệu quả ở trong hơn là ở ngoài. Dạ thưa giáo sư, nhưng mà bây giờ nó qua 24 tiếng đồng hồ vừa qua thì cũng có nhiều ý kiến của giới anh em hoạt động nói rằng trong tình hình hiện tại với những cái điều kiện về truyền thông vân vân và vân vân thì chưa chắc cái việc anh Điếu Cày ở trong nước, tức là ở trong tù và không có tiếng nói gì cả, so với cái việc anh ra hải ngoại và có thể cất lên tiếng nói, thì chưa chắc cái nào là tốt hơn cái nào. Thì giáo sư thấy cái ý kiến đó như thế nào? Tất nhiên nếu mà còn tiếp tục ở trong tù thì đương nhiên là ra khỏi tù, và dù ở đâu thì cũng vẫn là tốt hơn, trong nước hay hải ngoại thì cũng vẫn là tốt hơn là trong tù, và đó là điều chúng ta đấu tranh để đòi hỏi. Nhưng mà nếu mà chọn giữa được tự do ở trong nước và được tự do hải ngoại thì tất nhiên là được tự do trong nước bao giờ cũng tốt hơn theo tôi, nhất là trong lúc này, bởi vì lúc này là cái lúc mà cái áp lực của quốc tế nó đã có một số hiệu quả và những phong trào trong nước đang lên mạnh và đang phát triển, thành chúng ta cần những cái người chiến sĩ như anh Điếu Cày hoặc là nhiều anh em khác. Thành ra tôi hy vọng rằng là chúng ta sẽ cố gắng vận động để cái thủ tục mà không tốt đẹp này nó phải chấm dứt, và những người được tự do hoạt động ở trong nước và không bị bắt, và kể cả bị bắt nếu trả tự do thì phải được ở lại trong nước để tiếp tục cuộc đấu tranh của mình. Dạ vâng. Trong cái chiều hướng suy nghĩ đó thì nhiều người ta nói rằng từ trước tới giờ những anh em hoạt động chính trị bất đồng chính kiến ở trong nước khi mà ra nước ngoài thì gây lên tiếng vang trong thời gian đầu rồi sau đó nó chìm lấp đi, thì theo giáo sư cái lý do tại sao có chuyện đó? Thực ra cái này cũng làm tùy trường hợp cá nhân nữa. Dạ vâng. Có những cá nhân mà quốc tế biết rất nhiều đó, như anh Điếu Cày đó, thì cái việc ở ngoài cũng rất là có lợi. Là vì nếu mà anh đi các nơi để vận động và tiếp xúc với các tổ chức nhân quyền quốc tế và các chính phủ thì người ta đã biết tên anh rồi. Cho nên cuộc vận động quốc tế của anh có thể hữu hiệu. Có thể cái trở ngại có thể là vấn đề ngôn ngữ thôi, nhưng mà cái đó có thể vượt qua được. Còn những cái trường hợp khác thì chưa chắc là đã ở ngoài đã là tốt. Dạ vâng. Bởi vì vận động quốc tế không được. Vâng, nhưng mà cái nguyên do tại sao
Ngoài cái chuyện như là vận động quốc tế thì tại sao cái hoạt động của những nhà bất động chính khi ra nước ngoài thì lại bị tàn lụi đi? Vâng, cái chính của nước ngoài là quốc tế nhiều hơn. Cho nên nếu ta vận động quốc tế được thì cái việc ở ngoài hải ngoại cũng tốt. Nhưng mà nếu mà không vận động quốc tế được thì nó còn cái trở ngại nữa là đối với hải ngoại, đối với cộng đồng hải ngoại. Cộng đồng hải ngoại với những anh em đấu tranh trong nước gần đây đó thì cái tiếng nói và quan điểm nó gần với nhau nhiều lắm rồi. Trước đây thì có thể là một trở ngại rất là lớn. Nhưng bây giờ đấy chúng ta thấy ở Los Angeles mà tiếp đón những điếu cày như vậy đó thì chúng ta thấy rằng là hải ngoại đã có những cái gắn liền với trong nước khá nhiều rồi. Và do đó cái việc mà ở hải ngoại để đi vận động thế này kia hiện nay đó nó không làm trở ngại nhiều nữa. Nhất là trường hợp như anh Điếu Cày, tôi tin rằng nếu anh Điếu Cày mà có một cái sự giúp đỡ để anh có thể đi các cộng đồng để vận động thì tôi nghĩ rất là tốt. Cái trở ngại thứ ba có thể nói là về quan điểm. Thì cái trở ngại về quan điểm thì giờ đây nó cũng đỡ đi nhiều lắm rồi. Bởi vì trước đây chúng ta thấy như Trần Độ hay Hoàng Minh Chính là dễ bị chưa được cộng đồng chấp nhận nữa, mặc dù ngay ông Hoàng Minh Chính có qua hẳn đây. Nhưng mà bây giờ thì tôi nghĩ rằng là do cái trường hợp tiếp cận từ trong với ngoài nó dễ dàng, thông lưu kể cả người đi ra đi vào, thì tôi nghĩ rằng là cái quan điểm nó cũng bắt đầu gần nhau rồi. Thành tôi nghĩ được trường hợp này đó, đối với anh Điếu Cày mà ở ngoài đó thì nó cũng không đến nỗi là cái trở ngại lắm đâu. Vấn đề chỉ còn lại là chính bản thân anh Điếu Cày thôi. Như là giáo sư vừa đề cập tới quan hệ Việt-Mỹ thì xin giáo sư cho câu hỏi cuối cùng là trong cái quan hệ Việt-Mỹ thì giáo sư thấy rằng, giáo sư đoán là trong tương lai liệu có những cái cuộc đổi chác chính trị như thế này nữa hay không? Thực ra thì tất nhiên là sẽ có, vẫn tiếp tục có. Nhưng mà tôi hy vọng nó sẽ không phải là đổi chác nữa. Nó hy vọng nó sẽ là một cái gì đó xảy ra ở ngay trong nước. Tức là chính quyền Hà Nội phải chấp nhận những tiếng nói đối lập, những tiếng nói khác biệt. Mặc dù tới ngày nay về luật pháp thì chưa có, nhưng trên thực tế là họ đang rồi. Bởi vì chúng ta thấy bao nhiêu tổ chức đã hoạt động, đã họp hành, đã gặp gỡ mà không bị đàn áp mạnh mẽ. Thì tôi nghĩ rằng đây là cái giai đoạn mới. Và cái việc thả anh Điếu Cày và những người sắp tới, tôi hy vọng là mở đầu cho một giai đoạn mới. Giai đoạn đó là gì? Là cuộc đấu tranh sẽ thực hiện ở ngay trong nước. Dạ vâng. Thưa cảm ơn giáo sư Đoàn Viết Hoạt đã dành cho Đài Châu Tự Do buổi phỏng vấn hôm nay. Kính chào quý vị khán thính giả.